Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm 2022. Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 13 thành viên tham dự, sẽ tham gia vào các nội dung và hoạt động nào? Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết. Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ thành phố Cần Thơ sẽ tham gia phát biểu thảo luận hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là giải pháp thực hiện các cái tiêu chí dung đắp giá trị gia đình Việt Nam và cái chuyên đề về hỗ trợ cho phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài và phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn thành phố. Và cũng từ cái niềm tin của cán bộ hội viên phụ nữ gửi gắm thì đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Cần Thơ tham dự đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc sẽ nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ đoàn kết để góp phần đề ra những cái định hướng cũng như mục tiêu quan điểm phát triển có cái tính định hướng trong cái phương hướng của nhiệm kỳ mới. Mục tiêu của đoàn đại biểu đi dự lần này đó là phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, làm sao để là đóng góp ý kiến vào các cái nội dung của văn kiện và đặc biệt là tập trung để thảo luận bầu ra được cái ban chấp hành Hội Phụ Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong cái nhiệm kỳ mới 2022-2027. Cái mục tiêu là như vậy, và song song đó thì cũng là để là giao lưu, để học hỏi những cái mô hình hay cách làm hiệu quả của các cái tỉnh thành bạn trong cả nước. Và cũng nhân cái đại hội này thì đối với Hội Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng muốn là giới thiệu những cái kết quả nổi bật của thành phố cho các cái tỉnh thành bạn để mà có thể hiểu hơn về đối với thành phố Cần Thơ.